truyền chỉ sau điện ảnh và hoạt hình mát Major Academy of Affairs Cinematics là thương hiệu đào tạo truyền thông và giải trí Media and Entertainment của tập đoàn Uptech. Mát có mạng lưới 160 trung tâm trên toàn thế giới và chấp cánh cho hàng trăm ngàn học viên khẳng định tên tuổi của mình trong ngành truyền thông và giải trí. Học viên của MAAC được học trong môi trường giống như những sinh đô chuyên nghiệp, được thực hành trên phần mềm chuyên ngành, tham dự các hội thảo chuyên ngành dành riêng cho các khóa học và các chuyến tham quan CEO, tham dự các cuộc thi lớn trên thế giới. Học viện cung cấp dịch vụ đào tạo về bài bản chuyên sâu, chất lượng cao trong hoạt hình, kỹ xảo điện ảnh, thiết kế game, truyền hình, AR, VR. Các khóa học của Mark được thiết kế hoàn hảo bởi đội ngũ các chuyên gia làm chương trình giàu kinh nghiệm giảng dạy và đã có trải nghiệm thực tế nhiều năm. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình podcast của Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình Mark ngày hôm nay. Tiếp nối những chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp, về thị trường đầy sôi động của ngành kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình 3D trong những số trước, thì chương trình của chúng ta lần này sẽ đi vào chủ đề giới thiệu chương trình đào tạo ngành thiết kế game, Game Art and Design, nhằm mang đến cho các bạn những thông tin về ngành game, giải đáp chi tiết về lộ trình học dành cho người mới bắt đầu, những thắc mắc chuyên sâu về quá trình học, cũng như giúp các bạn dễ dàng hình dung được ngành học một cách cụ thể, rõ ràng, hiểu đúng về ngành học. Thì ngày hôm nay, Học viện Mark mời đến đây các khách mời đặc biệt là những người có bề dày kinh nghiệm trong ngành, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực về giáo dục. Xin giới thiệu anh Vũ Anh Đức, Giám đốc phát triển sản phẩm của tập đoàn AproTrend. Anh Võ Huy Giáp, Giám đốc đào tạo Học viện Mark. Anh Đinh Trí Dũng, Giám đốc Học viện Mark, đồng thời là host của chương trình ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình, em mời các anh có thể giới thiệu về bản thân mình với các bạn khán giả của chương trình ạ. Xin chào tất cả quý khán giả và độc giả đang theo dõi chương trình podcast của chúng tôi. Tôi đã có khoảng gần 20 năm làm về giáo dục, trong đó thì làm phụ trách cái brand thương hiệu Arena Multimedia từ năm 2007 đến nay được 14 năm rồi. Thì trong cái quá trình mà làm thì một vài năm gần đây thì chúng tôi nhận thấy rằng là do cái nhu cầu phát triển về thị trường, về truyền thông giải trí, về làm phim, làm về kỹ xảo, cho nên là Arena đã để lại một khoảng trống mà chưa một đơn vị đào tạo nào khỏa lấp được. Chính vì thế là chúng tôi cũng liên kết với tập đoàn Uptech của Ấn Độ để đưa chương trình, những chương trình đào tạo hàng đầu của Mark India về Việt Nam, đó là 3D Animation, kỹ xảo điện ảnh, VFX, Game Design. Chào các bạn, xin tự giới thiệu, tôi tên là Vũ Anh Đức, tôi là phụ trách về bộ phận phát triển sản phẩm của tập đoàn AproTrend, trong đó bao gồm là sản phẩm về Mark. Thì hôm nay rất vui được tham gia và chia sẻ với các bạn về những kiến thức của tôi để các bạn hiểu hơn về cái chuyên ngành về game cũng như là thương hiệu Mark. Xin chào mọi người đang nghe chương trình podcast ở Mark. Mình tên là Giáp, hiện tại mình đang là giám đốc đào tạo ở Học viện Mark. Thì trước đây thì mình đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp 3D animation này cũng hơn mười mấy năm rồi. Dạ, em cảm ơn anh Dũng, anh Đức và anh Giáp ạ. Hôm nay chương trình sẽ có hai từ khóa cần được giải mã, đó là game và game art and design. Câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi đến các anh là tại sao các anh lại chọn đưa chương trình đào tạo ngành game về Việt Nam mà không phải là những chương trình đào tạo khác ạ? Từ tháng 10 năm 2019 đưa hai cái chương trình đào tạo mũi nhọn là 3D Animation và Visual Effects về đào tạo trước. Vì chúng tôi không muốn là thị trường gọi là đón nhận một lúc nhiều quá những cái sản phẩm và muốn test hai cái sản phẩm này trước đã. Tất nhiên là khi cái thời điểm đó thì chúng tôi luôn biết rằng là game là một cái ngành nó rất là hot và rất là... Nhưng mà chính vì như thế cho nên là chúng tôi cũng đã muốn là có một cái sự tìm hiểu nó kỹ càng hơn, thấu đáo hơn, làm sao để có chương trình đào tạo của Mark India Ấn Độ matching được với lại cái thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng có một cái tham vọng rất là lớn với cái chương trình đào tạo về game này, cho nên là đã có một quá trình tìm hiểu khá là kỹ càng. Mục tiêu là làm sao đáp ứng được nhu cầu của nhiều bạn trẻ nhất, cái khả năng học dễ dàng nhất và đồng thời là đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất của ngành công nghiệp. Tại vì các bạn biết rằng là sau khi nói chuyện với các cái studio thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái vị trí tuyển dụng rất đa dạng khác nhau.
high profile nhưng mà nó lại tuyển dụng ít thôi, nhưng có vị trí mà nó đòi hỏi kỹ năng tương đối nhưng mà lại tuyển dụng khá là nhiều, thì chúng tôi nhắm vào cái khúc mà thị trường cần nhất. Chính vì thế tôi cũng đã đưa ra một cái yêu cầu với lại cái bên Mark India Ấn Độ, cũng trao đổi với lại cái nhóm làm chương trình tại Việt Nam là gồm có anh Vũ Anh Đức và anh Giáp, tạo ra một cái chương trình mà dễ học nhất cho các bạn trẻ, đáp ứng được nhu cầu lớn nhất của thị trường. Dạ vâng, cảm ơn về những chia sẻ của anh Dũng ạ. Còn về phía anh Đức thì sao ạ? Tại sao anh lại chọn ngành game mà không phải là những ngành khác? Và tại sao lại ra mắt ngành đào tạo game Art and Design trong thời điểm này ạ? Giữa nhà tuyển dụng và các đơn vị đào tạo cung cấp nguồn nhân sự hiện tại đang bị chênh lệch nhau. Sự nghiên cứu về tính thực tế đối với các doanh nghiệp sẽ đem lại cái tính hiệu quả và tính cân bằng hơn trong cái việc đầu ra của các bạn học viên. Ngoài ra thì cái chương trình game chúng tôi cũng quyết định là đưa vào trong cái thời điểm này, là cái thời điểm mà hiện tại đang là dịch Covid hoành hành. Từ thực tế là các cái đơn tuyển dụng hay là những cái công việc liên quan đến ngành game vẫn đang tăng trưởng và nhu cầu về nhân sự cũng tăng cao. Vì vậy là chúng tôi quyết định là vẫn chạy cái chương trình game trong thời điểm này, và chúng tôi hy vọng là sẽ một phần nào đóng góp cho cái nguồn nhân sự cho cái thị trường cho ngành công nghiệp game ở tại Việt Nam. Dạ em cảm ơn câu trả lời của anh Đức. Câu hỏi tiếp theo thì em muốn dành đến anh Giáp ạ. Ngành game Art and Design sẽ mang lại những lợi ích gì đối với các bạn trẻ mong muốn theo đuổi ngành và đối với các doanh nghiệp hiện nay ạ? Cái việc lợi ích là khi mà các bạn học cái việc ngành game là nó giúp cho các bạn có khả năng có được cái việc làm. Cái sự cạnh tranh của nó hiện tại bây giờ cũng đang khá là thấp, tại vì cái nhu cầu tuyển dụng ở bên ngoài nó đang rất rất là nhiều luôn. Cái này trước khi thực sự mà đưa ra cho các bạn là đội ngũ ở Việt Nam không phải là chỉ lấy của Ấn Độ về không, mà cũng sẽ đi hỏi những cái studio đó là hiện tại là cái nhu cầu thực sự các studio đang cần cái gì. Nên tại đây là cái khóa học của mình á, là được viết ra nó dựa trên cái sự feedback của những nhà tuyển dụng, chứ chúng ta không thể nào đưa ra một cái chương trình mà đào tạo ra xong rồi đào tạo một đằng nhưng mà cái nhà tuyển dụng lại tuyển dụng một nẻo. Tôi biết hiện tại giống như chúng ta đang làm podcast thì các bạn vẫn đang làm việc ở tại nhà để đưa ra những cái sản phẩm đó, và các nhà tuyển dụng vẫn đang tiếp tục tuyển dụng nhân sự cho tương lai, dù cho Covid hay không có Covid họ vẫn tiếp tục tuyển dụng, tại vì họ đang thiếu thốn nguồn nhân lực nhiều lắm. Mà không phải bây giờ họ thiếu thốn đâu, từ 5 năm trước họ đã thiếu thốn rồi, nhưng mà họ thiếu thốn ở cái chất lượng nào đó thôi. Còn bây giờ cái chất lượng càng ngày nó tăng lên, tại vì cái kỹ thuật công nghệ của chúng ta càng ngày càng tăng lên, nên những cái studio đó họ cũng mong muốn là những cái đầu ra của những cái nơi mà đào tạo, thì tất nhiên hiện tại bây giờ chúng ta chưa có, thì Mac đã đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì mình rất là tin tưởng vào cái chương trình của mình là sẽ đưa kỹ năng của các bạn khi mà đi ra khỏi cái học hết cái chương trình của chúng ta thì ra trường thì các bạn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mà hiện tại các studio họ đang tăng dần lên. Cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết từ anh Giáp. Và sau đây, em xin nhường lại chương trình cho anh Đinh Chí Dũng sẽ tiếp nối những nội dung tiếp theo của chương trình. Dạ em xin mời anh Dũng ạ. Rồi thì cái mục đích chính và cái nội dung chính của cái buổi hôm nay là chúng ta sẽ nói về chi tiết hơn về cái khóa học là cái chương trình đào tạo Game Art Design. Dù chúng ta có bị Covid hay không Covid thì cái việc chơi game nó vẫn được tiếp tục. Và thậm chí là chơi game nó còn được đẩy mạnh hơn nữa. Và game là cái ngành, một trong ngành số ít gọi là rất là phát triển, rất là sáng và hiếm hoi trong cái thị trường truyền thông và giải trí của thế giới. Rồi, thế thì hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn dành cho các bạn nào mà quan tâm về cái chương trình đào tạo về Game Art Design. Thì có thể là đề nghị anh Giáp, là gần như người chủ biên chắp bút và tiếp nhận cái chương trình của Ấn Độ, đồng thời là có những cái feedback, có những phản hồi với Ấn Độ để điều chỉnh lại cái chương trình làm sao nó phù hợp nhất với cái thị trường của Việt Nam. Thì trong rất nhiều những cái khóa đào tạo, cái chương trình đào tạo game trên thị trường hiện nay, và trong rất nhiều phân khúc khác nhau, thì là Mark lại đưa cái chương trình đào tạo là Game Art Design với 4 học kỳ và đào tạo trong thời điểm hiện nay. Thực ra là cái việc mà phát triển game ở Việt Nam nó đã phát triển khá là lâu rồi, cũng có nhiều cái học viện đã, những trung tâm đã đào tạo, nhưng mà họ đào tạo cái mảng code cơ, còn cái mảng về phần art á, có nghĩa là mình sẽ tạo ra những cái sự trải nghiệm thực sự bằng nhưng mình có thể cảm nhận được nhân vật nó như thế nào, hoặc là cái môi trường mà chúng ta sẽ chơi nó sẽ như thế nào đó, thì hiện tại bây giờ là chưa có cái học viện nào có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì hiện tại là Mark đưa cái chương trình 24 tháng được chia ra tổng cộng là 4 học kỳ.
Thì cái học kỳ 1 là mình sẽ có cái phần gọi là Art for Game. Nói nôm na là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần mỹ thuật, trong những cái mà hiện tại là ở những nơi đào tạo thì đang thiếu. Tức là làm sao để chúng ta tạo được một cái game, có nghĩa là một cái sự trải nghiệm trên cái game đó. Rồi cái học kỳ 3 mới là thực sự là chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái vật thể để chúng ta có thể tạo ra những cái sự trải nghiệm mà các bạn có thể thấy được bằng mắt. Và cuối cùng là chúng ta sẽ giúp cho các bạn artist có thể sử dụng những cái chương trình làm game thực thụ, lấy ví dụ như là Unreal Engine hoặc là Unity, để các bạn có thể đưa những cái vật thể 3D mà các bạn bỏ vào trong đó để các bạn tạo ra một cái game của các bạn. Thì tất nhiên chúng ta không phải là một cái game gì đó quá phức tạp, mà các bạn sẽ làm một cái sự trải nghiệm mà chính bản thân của người chơi và người tạo ra. Rất là tò mò muốn biết là hành trình của mình trải qua từng học kỳ một sẽ là như nào, thì đây là cái phần rất là quan trọng. Mình xin mời ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cái phần học kỳ 1. Thì học kỳ 1 thì nó sẽ có những cái môn như sau. Trong ba cái môn đầu tiên nó gọi là Basic Shape, và Sketching Technique, và Anatomy. Thì nói nôm na cái chỗ này là các bạn sẽ phải vẽ tay, các bạn sẽ học vẽ tay, các bạn sẽ hiểu về những cái khối như thế nào thì nó mới tốt, rồi để tạo được cái độ sâu. Và chúng ta cũng phải học về cái Anatomy Drawing, có nghĩa là gì? Vì phần lớn khi các bạn làm game, các bạn sẽ thiết kế ra khá là nhiều nhân vật. Thì đôi khi có những cái nhân vật đó không phải là những nhân vật có thiệt, nhưng mà nó cũng sẽ dựa trên những cái tính chất có thiệt, ví dụ như một con người hoặc một con quái vật mà nó có cái hình dáng là giống con người. Thì các bạn cũng phải hiểu được cái tỷ lệ của một con người nó sẽ như thế nào, để dựa trên đó các bạn biết là cái chi nó có dài quá không, tay nó có dài quá không, hay là tỷ lệ người nó có đẹp quá hay không, nó hay là đang xấu quá. Thì chúng ta cũng phải học qua cái phần anatomy drawing đó để chúng ta có thể vẽ và cảm nhận được cái hình khối hoặc là tỷ lệ của một cái con người như thế nào. Chúng ta sẽ ứng dụng đó qua những cái thiết kế khác. Rồi sau đó thì các bạn sẽ học qua bên Photoshop. Thì nói Photoshop mà có nhiều người nghĩ lầm là chỉ là dùng để biên tập hình ảnh, nhưng thực ra là chúng ta sẽ dùng đó để chúng ta thiết kế ra những nhân vật và những cái môi trường, để cho mình có thể cảm nhận được là nó sẽ có màu sắc như thế nào, cái môi trường nó sẽ như thế nào. Lấy ví dụ như là nó ở sa mạc hay một cái lâu đài nào đó, hoặc là một cái building nào đó, hoặc là một cái thế giới sau hậu thế chẳng hạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ vẽ được những cái hình khối, rồi thì các bạn cần phải lên màu cho nó. Thì cái phần lên màu đó là cái môn Light Color Perspective, có nghĩa là khi mà các bạn vẽ ra những cái môi trường rộng lớn hoặc là một cái địa danh nào đó, thì các bạn cũng phải hiểu được là nếu mà cái vật thể đó, cái thành phố đó ở gần mình thì nó nên có kích thước bao nhiêu, rồi cái nhân vật của các bạn khi đi vào như vậy thì cái tỷ lệ nó như thế nào, màu sắc và ánh sáng để thể hiện được cái môi trường nó đang ở trong một cái thế giới như thế nào luôn. Thì đó là cái môn Light Color và Perspective. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tới một cái phần khá là lạ, thường thì các bạn sẽ ít khi nào để ý thấy, đó chính là cái phần Game Theories. Đó là chúng ta cần phải tìm hiểu và phân tích được một cái số game hiện tại là tại sao nó đang là cái trending. Ví dụ như hiện tại bây giờ những cái game ở bên PlayStation 5 thì những cái game như là game Dark Souls chẳng hạn, tại sao nó đang là cái trending mà ở cái thời điểm mấy năm về trước nó không phải là cái trending. Nên là chúng ta phải đi phân tích những cái game đó để chúng ta tìm hiểu được tại sao giới chơi game qua thời gian thì cái sự yêu thích của họ khác biệt đi, và chúng ta tìm hiểu được cái sự trending đó để cố gắng để phát triển ra những cái game nó phù hợp với lại cái người chơi game hiện nay. Sau đó thì các bạn sẽ coi như là sẽ đi thiết kế ra chính nhân vật của các bạn đó, đó chính là character design và development. Đôi khi các bạn hiểu nhầm, đó là khi mà các bạn thiết kế ra một cái nhân vật đơn thuần là các bạn chỉ đặt bút xuống hoặc là dùng Photoshop và các bạn vẽ ra cái nhân vật, nhưng các bạn quên mất là tại sao chúng ta phải vẽ ra cái nhân vật đó, chúng ta phải phát triển cái câu chuyện ở đằng sau cái nhân vật đó, thì dựa trên đó mới có thể đưa ra được nam hay nữ, trên mặt có vết sẹo hay không, rồi trang phục của họ như thế nào, có chúng ta có vay mượn một cái văn hóa của một cái đất nước nào đó không, để tạo ra cái tính chất và cái đặc tính của nhân vật đó, và cái tại sao họ có cái hình dáng như vậy, thiết kế nó phù hợp hơn và nó sẽ đúng hơn. Chứ không thể nào mà các bạn cho một cái nhân vật đang cầm kiếm nhìn có vẻ nhất là rất là trung cổ chẳng hạn, rồi sau đó thì giày ở bên dưới lại là một cái gì đó nó sci-fi thì nó lại chất quớt đi. Nên thật ra chúng ta cũng phải nghiên cứu đến cái phần đó luôn, và chúng ta phải học và chúng ta phát triển những cái câu chuyện đằng sau của nhân vật đó. Và sau đó thì các bạn sẽ làm quen với một cái loại hình gọi là sculpting, là điêu khắc. Thì trước giờ các bạn nghe điêu khắc các bạn nghĩ là khắc trên đất sét hay là trên gỗ, thì lúc này các bạn sẽ làm quen vô đất sét ở trên digital, có nghĩa là các bạn sẽ điêu khắc ở trên máy tính. Thì nó có một cái chương trình nó tên là ZBrush, thì các bạn sẽ học về các bạn để tạo ra được những cái hình khối nhân vật 3D đầu tiên bằng cách là các bạn sẽ điêu khắc ở trên đó. Thì đó là tổng quan của cái học kỳ 1. Thì tất nhiên mỗi cái học kỳ như vậy là đều có một cái project để cho các bạn tận dụng hết toàn bộ tất cả những kiến thức mà các bạn học trong cái học kỳ đó để đưa ra một cái bài tổng cuối cùng để trình lên, là chúng ta sẽ có những cái buổi là bảo vệ đồ án vậy đó, để các bạn có thể chia sẻ hết toàn bộ kỹ năng mà các bạn đang có để cho người ta biết là các bạn học qua một cái học kỳ thì các bạn đã phát triển lên như thế nào rồi. Thì ở học viện mình ở đây cũng khá là hay ở chỗ là mỗi lần mà các bạn bảo vệ đồ án như vậy thì mời rất là nhiều chuyên gia ở
ở những cái studio về để có thể thẩm định được các cái sản phẩm của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ đi qua cái phần học kỳ 2. Thì cái phần học kỳ 2 thì các bạn sẽ làm quen tới cái quy trình thực sự họ làm game như thế nào. Tất nhiên là các bạn sẽ không tham gia hết tất cả những cái quy trình, nhưng mà các bạn phải hiểu. Đó chính là cái phần game production, là các bạn phải hiểu được cái quy trình phát triển một cái game. Để các bạn biết là khi mà các bạn tham gia vào một cái studio là các bạn đang ở đâu trong cái công đoạn đang làm ra cái game đó. Thì khi các bạn hiểu ra xong thì các bạn sẽ đi tới một cái môn nữa, nó tên là cái level design. Có nghĩa là các bạn thiết kế cái quy luật và cái nội dung game. Nó nôm na là các bạn sẽ tạo ra một cái sự trải nghiệm của một cái người chơi thực sự. Nhưng mà tất nhiên để tạo ra một cái sự trải nghiệm thì nó cần phải liên kết giữa ad và code. Nhưng mà trước khi các bạn đi vô cả hai cái phần đó thì các bạn phải tạo ra những cái sự trải nghiệm rất là đơn giản. Ví dụ như là các bạn sẽ ghi ra một cái tờ giấy, các bạn ghi đây là nhân vật A, rồi xong là các bạn có một tờ giấy nữa, các bạn nói đây là một cái môi trường B. Thì cái nhân vật A đó họ sẽ bắt đầu cái câu chuyện ở đâu, và họ sẽ tới một cái thành phố khác, thì một cái sự kiện gì đó xảy ra. Thì các bạn đang tập thiết kế ra một cái game dùng những cái thứ công cụ đơn giản nhất như là viết chì, bút bi, rồi giấy để tạo ra một cái game để các bạn có thể trải nghiệm trên đó trước. Và các bạn sẽ đưa cho những người xung quanh chơi và trải nghiệm, để các bạn dựa trên đó các bạn lấy được những cái feedback. Thì những cái feedback của họ là những cái giúp cho các bạn có thể phát triển thêm cái game của các bạn, và cái nhân vật và những cái môi trường và những cái nơi mà nhân vật nó sẽ tới, các bạn sẽ dựa trên đó là các bạn sẽ thiết kế nó được tốt hơn. Thì đó chính là cái level design. Thì khi mà các bạn làm xong thì các bạn sẽ học tới một cái môn nó tên là design document. Nghĩa là dù cho các bạn có đưa ra những cái ý tưởng nào thì các bạn cũng phải lưu trữ những cái ý tưởng nó xuống, và các bạn phải tạo ra một cái giống như là một cái tập tin cuối cùng vậy đó, để tất cả mọi người trong cái team của các bạn, hoặc là sau này khi mà các bạn tham gia thì các bạn biết là các bạn làm không thể nào đi sai được cái quy trình làm, hoặc là cái thiết kế nó không thể sai, thì các bạn cần phải có một cái document, giống như là một cái tập tài liệu. Mình sẽ dựa trên cái tập tài liệu nó liên quan hết toàn bộ tất cả những cái gì cái game của các bạn làm, các bạn phải ghi chú lại hết trong đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu đi qua tới cái phần là thiết kế cái môi trường game, là các bạn sẽ bắt đầu ngồi vẽ, thiết kế ra đàng hoàng luôn. Các bạn sẽ vẽ những cái thumbnail rất là nhỏ trước để các bạn biết là cái môi trường game của các bạn như thế nào, cái contrast màu sắc trong cái thumbnail nó như thế nào. Xong từ đó các bạn bắt đầu vẽ lớn ra, sau đó các bạn bắt đầu thêm chăm chút những cái chi tiết vào trong đó nữa, thì các bạn tạo ra thành một cái game environment. Có nghĩa là cái nhân vật của bạn, khi mà có được cái nhân vật rồi thì họ trải nghiệm trong cái môi trường nó như thế nào. Nói chung là các bạn sẽ tạo ra cái nơi mà nhân vật sẽ đi vào trong đó, những cái thành phố này nọ các kiểu. Rồi thì những gì mà các bạn đã trải nghiệm từ học kỳ 1 và một chút của học kỳ 2 thì bây giờ các bạn mới thực sự là ứng dụng vào trong cái 3D. Thì các bạn sẽ học tới cái công cụ chương trình Maya. Thì cái chương trình Maya Modeling 1 này các bạn sẽ hiểu về cái cách sử dụng cái Maya nó như thế nào. Và các bạn sẽ vận dụng những cái kỹ năng tạo hình ở trong Maya để các bạn có thể tạo ra những cái vật thể đơn giản đầu tiên. Ví dụ như là đất đá nè, hoặc là những cái ngôi nhà nè, hoặc là những cái chiếc xe nè, hoặc đôi khi nó sẽ là một số con vật hoặc là những cái nhân vật cơ bản trước. Rồi sau đó thì những cái vật thể mà 3D mà các bạn tạo thì giống như hồi nãy mình có nói, thì nó đơn thuần nó chỉ giống như là một cái cục đất sét và nó chẳng có màu sắc. Thì sau đó thì các bạn sẽ học làm sao để các bạn tô màu. Thì đó chính là cái môn Substance Painter Quixel. Có nghĩa là các bạn sẽ bắt đầu tô màu những cái vật thể 3D mà các bạn tạo ra. Cuối cùng của cái học kỳ 2 đó là các bạn sẽ học cái cách làm sao để các bạn thiết kế ra một cái nhân vật game. Như nãy mình có nói là ở trong cái học kỳ 1 là các bạn đã hiểu là để mình phát triển cái câu chuyện rồi, nhưng mà chúng ta chưa thực sự vẽ ra một cái hình nhân vật cuối cùng. Thì môn cuối cùng của học kỳ 2 là các bạn sẽ bắt đầu vẽ ra luôn. Các bạn sẽ thiết kế rất là chi tiết là trang phục của nhân vật luôn à, rồi có vũ khí hay không, nếu có vũ khí thì vũ khí nó như thế nào, rồi những cái chất liệu trên vũ khí nó như thế nào. Và khi mà các bạn kết thúc học kỳ 2 của cái game design thì các bạn sẽ có một cái đồ án tiếp tục nữa. Thì nói chung học kỳ nào thì cũng có đồ án cả. Thì cái project của học kỳ 2 đó là các bạn sẽ trình bày nguyên cái game mà do các bạn tự sáng tạo ra, từ thiết kế nhân vật cho đến thiết kế environment, thậm chí cái cách chơi của cái game của các bạn mong muốn là gì, nó là thể loại nhập vai, game hành động hay là game phiêu lưu. Thì các bạn phải ghi chú hết toàn bộ tất cả những trên đó, thì các bạn phải trình bày ra nguyên cái doc của mình có đầy đủ toàn bộ thông tin. Thì đó chính là học kỳ 2. Thì học kỳ 3 của chúng ta là mình sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần game art creation. Game art creation là các bạn sẽ bắt đầu học những cái công cụ 3D để các bạn có thể tạo ra những cái vật thể 3D đó. Nếu ví dụ như cái môn đầu tiên thì là cũng là môn ZBrush, nhưng mà cái môn ZBrush này nó hoàn toàn khác cái môn ZBrush ở trong cái học kỳ 1. Cái ZBrush ở trong cái học kỳ 1 là các bạn đang học tổng quan về cái chương trình thôi, cái giao diện như thế nào, một số công cụ đơn giản thôi, và các bạn chỉ tạo ra những cái hình khối để các bạn cảm nhận được cái kỹ thuật của điêu khắc nó như thế nào. Nhưng mà cái ZBrush ở trong cái học kỳ 3 này là bắt đầu các bạn sẽ ứng dụng hết tất cả những cái mỹ thuật
Và cái công cụ mà các bạn học trong ZBrush để các bạn tạo ra một cái thành phẩm cuối cùng với cái độ chi tiết cao nhất có thể, thậm chí những cái lỗ chân lông của một cái nhân vật các bạn cũng phải tả nó ra nữa cơ, hoặc là những cái chi tiết ở trên quần áo các bạn cũng phải tả nó ra nữa cơ. Thì đó chính là cái môn ZBrush ở trong cái học kỳ 3, đó là các bạn sẽ điêu khắc kỹ thuật số và các bạn sẽ nâng cao cái chất lượng của các bạn lên cao nhất có thể. Thì sau khi mà các bạn đi qua cái môn ZBrush này thì các bạn lại tiếp tục quay về cái thằng Maya. Thì cái thằng Maya này nó khác cái thằng Maya ở trong học kỳ 2, chỗ là cái Maya này bây giờ các bạn sẽ bắt đầu nâng cao những cái mô hình của các bạn lên. Nó không còn chỉ là những cái nhân vật, những cái vật thể đơn giản như là đá hay là xe rồi hay là những cái ngôi nhà, mà các bạn sẽ lấy cái vật thể mà các bạn đã điêu khắc ở trong cái môn ZBrush á, thì những cái vật thể điêu khắc đó nó sẽ có cái số lượng gọi là nó rất là nặng. Thì cái môn Maya Modeling này các bạn sẽ làm nhẹ lại cái file đó để các bạn có thể đưa vào trong những cái chương trình làm game, nhưng mà cái độ chi tiết của nó thì nó vẫn còn đó. Thì khi mà các bạn làm thì cái đó là các bạn sẽ học ở trong cái môn là Maya Modeling. Rồi sau khi mà các bạn xong cái môn Maya Modeling này thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu làm quen tiếp tục với cái texture creation, là giống như cũng như học kỳ 2. Thì bây giờ qua học kỳ 3 thì các bạn cũng sẽ bắt đầu tô màu, nhưng mà các bạn sẽ tô màu nó kỹ hơn. Và các bạn không phải chỉ tô màu không đâu, mà thậm chí các bạn phải tạo ra những cái chất liệu. Những cái chất liệu ở đây lấy ví dụ như cái sự phản chiếu của cái môi trường lên cái nhân vật của các bạn như thế nào, trên cái tròng mắt của nhân vật hay lên da nó sẽ như thế nào, hoặc nó sẽ tương tác với ánh sáng như thế nào. Thì ngay trong cái môn Substance Painter học kỳ 3 này các bạn phải cố gắng các bạn mô tả cái đó tốt nhất có thể. Và sau khi mà các bạn đã có cái phần đó rồi thì mình sẽ bắt đầu đưa tất cả những gì mà các bạn tạo ra, các bạn đưa vào trong một cái game engine. Thì đó chính là cái phần Unity và Unreal. Thì Unity và Unreal là hai cái chương trình để làm ra game có thể nói là hiện tại là thịnh hành nhất ở trên thế giới hiện nay. Thì các bạn sẽ tạo ra được cái nhân vật này, rồi những cái tô màu, rồi những cái chất liệu này nọ, thì các bạn sẽ bắt đầu ứng dụng vào trong những cái chương trình làm game để xem coi cái nhân vật của các bạn tạo ra nó sẽ nhìn như thế nào ở trong một cái game. Nên là chúng ta sẽ làm quen với lại Unity và chúng ta sẽ làm quen với lại Unreal để chúng ta kiểm tra cái nhân vật mà các bạn tạo ra ở ngay trong những cái chương trình làm game đó. Thì sau khi mà các bạn làm ra một cái nhân vật nào đó rồi thì thực ra nó cũng chỉ giống như là một cái cục đất sét mà thôi, nó không hề chuyển động được. Nên thành ra là các bạn sẽ bắt đầu làm quen với cái làm sao để có thể cho cái nhân vật của các bạn, nhân vật đất sét 3D đó, nó có phải chuyển động được. Nên thành ra là chúng ta sẽ bắt đầu đi vô một cái phần nữa, nó gọi là game animation. Tuy nhiên cái game animation nó không giống animation thông thường. Cái game animation ở đây là những cái chuyển động của nhân vật của các bạn nó phải được phù hợp với những cái ra lệnh khi mà người chơi, lấy ví dụ như khi họ nhấn tới thì nhân vật phải đi tới, rồi họ nhấn lùi thì cái nhân vật phải đi lùi. Thì tất cả những cái hành động đó các bạn phải chia nhỏ ra để làm sao cho để cái người chơi khi mà họ đưa vô những cái input là những cái lệnh, những cái câu lệnh đó thì những cái animation đó nó sẽ xảy ra, những cái chuyển động nó sẽ xảy ra, rồi nhảy rồi đi này nọ. Thì các bạn phải tạo ra những cái chuyển động đó, thì các bạn sẽ đưa những cái hành động đó vào trong game và các bạn sẽ làm quen. Tất nhiên là không phải lập trình nhé, nhưng mà nó có một cái gọi là lập trình dành cho dân làm ạc. Thì những cái chương trình lấy ví dụ như Unreal đi, nó có một cái phần gọi là coding mà dành cho dân ạc, là các bạn không cần phải gõ bất kỳ một cái dòng code đã, nó tạo sẵn ra rồi, chúng ta chỉ kết nối lại với nhau để các bạn sẽ tạo ra một cái sự liên kết những cái animation giữa các bạn làm ra. Thì sau khi mà các bạn làm ra, các bạn hiểu được cái phần game đó rồi thì các bạn sẽ học tới cái phần là game rigging. Nghe cái thuật ngữ này nó hơi lạ nhưng mà mình muốn nói một cách đơn giản nhất thì giống như là các bạn đi xem múa rối như vậy, thì các bạn thấy những cái nhân vật vô chi vô giác đó nó có thể chuyển động được. Ví dụ như các bạn coi múa rối nước đi, cái nhân vật nó chuyển động được là do những cái sợi dây mà do người điều khiển người ta giật thì cái nhân vật nó chuyển động được. Thì những cái mô hình 3D mà các bạn tạo, những cái cục đất sét 3D mà các bạn tạo ra nó vô tri vô giác lắm. Muốn có thể chuyển động được phải có những cái hệ thống giúp cho nó chuyển động, thì đó chính là cái phần game rigging. Thì như mình nói là ở trong cái học kỳ 3 thì khi mà các bạn làm xong thì các bạn sẽ bắt đầu tổng hợp những cái đó để các bạn chuẩn bị cho cái học kỳ 4. Thì cái học kỳ 4 mình có thể nói là cái học kỳ hấp dẫn nhất, cái khóa 24 tháng này của chúng ta. Thì ở cái học kỳ 4 này các bạn sẽ không phải là tạo ra nữa, mà bây giờ các bạn sẽ bắt đầu ứng dụng tất cả những gì các bạn đã tạo ra học kỳ 3 rồi, đưa vào trong cái game engine để tạo ra được một cái sự trải nghiệm cuối cùng. Thì tất nhiên game của chúng ta thì bây giờ nó có rất là nhiều cách để chúng ta trải nghiệm. Thì hai cái loại trải nghiệm nó đang phát triển, đó chính là virtual reality và augmented reality. Thì hiện tại bây giờ là hai cái môn này các bạn sẽ hiểu qua để các bạn biết được là coi là hai cái đó là cái gì và tại sao trên thế giới hiện tại bây giờ người ta đang dần chuyển qua hai cái công nghệ này. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tới cái phần kế tiếp là gọi là cái level design 2.
Thì cái thuật ngữ của cái level design này thì có nhiều khi các bạn khi tìm hiểu trên mạng thì nó sẽ có rất là nhiều cái định nghĩa. Nhưng mà cái level design 2 ở đây là mình muốn tạo ra một cái môi trường game cơ bản hoàn toàn luôn. Có nghĩa là gì? Các bạn sẽ tạo ra một cái đường đi nè. Rồi khi các bạn đi ra tới cái đồi núi nó sẽ như thế nào? Và đôi khi có những cái vật thể nó các bạn chỉ cần tạo ra vài cái thôi, nhưng mà ráp tụi nó lại với nhau thì các bạn sẽ tạo ra thành một cái môi trường rộng hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ thiết kế ra từng cái phần nhỏ để chúng ta có thể ráp nó lại với nhau, để chúng ta thiết kế ra một cái level để người chơi có thể trải nghiệm ở trong đó. Và cái mà hấp dẫn nhất, cá nhân mình thấy là hấp dẫn nhất, đó chính là các bạn sẽ tạo ra một cái môi trường để người chơi có thể trải nghiệm trong đó. Thì đó chính là creating game environment, có nghĩa là các bạn sẽ tạo ra một cái môi trường mà do các bạn đã tìm ra cái chủ đề trước đó rồi, và các bạn sẽ cố gắng làm sao để tạo ra cái môi trường theo cái chủ đề mà các bạn chọn ra. Nếu ví dụ như các bạn muốn tạo ra một cái khu rừng nào đó nó âm u thì các bạn sẽ đưa những cây cối vào nè, rồi cỏ nè, rồi hoặc là một số cái building nào đó nó bị đổ vỡ gì đó, để các bạn có thể tạo ra cả cái môi trường đó. Nhưng mà cái môi trường đó nó không phải chỉ là môi trường để các bạn xem không đâu, mà cái mong muốn cuối cùng là cái khi mà các bạn tạo ra cái môi trường thì chính cái nhân vật mà các bạn đã thiết kế ở cái học kỳ 3, cái nhân vật đó các bạn sẽ điều khiển chính nhân vật đó để trải nghiệm trong môi trường của các bạn luôn. Và cái phần kế tiếp nữa, mình nghĩ là hiện tại bây giờ rất ít, dường như là mình chưa tìm thấy, ít ra là cá nhân của mình trải nghiệm là chưa có nơi nào training, đó chính là VFX, nhưng mà VFX ở trong game. Thì thực ra bất kỳ VFX các bạn làm ở đâu thì cũng đều yêu cầu phải có. Thì trong game các bạn thấy, lấy ví dụ như mình nói cái game Liên Minh đi, nó có tới hàng trăm nhân vật. Và mỗi nhân vật như vậy là có những cái tuyệt chiêu riêng. Mà cứ mỗi lần tuyệt chiêu như vậy thì khi mà mình thi triển những cái tuyệt chiêu đó thì nó sẽ có những cái hiệu ứng tạo ra ở trong game cho chính cái nhân vật đó luôn. Hoặc đôi khi nó không phải là một cái hiệu ứng do những nhân vật đó tạo ra, mà đôi khi nó chỉ là những cái sự tương tác của những cái game với nhau. Ví dụ những cái vật thể trong game với nhau, với việc kiếm mà đánh vô đá thì nó té ra những cái khe lửa, rồi hoặc là đôi khi các bạn cầm đuốc các bạn đốt nó lên thì nó sẽ cháy. Thì đó chính là những cái hiệu ứng VFX mà các bạn sẽ sử dụng những cái game engine để các bạn tạo ra những cái đó. Thì đó chính là cái môn Unreal Engine 2, là môn VFX, là các bạn sẽ tạo ra những cái hiệu ứng trực tiếp ngay trong cái Unreal Engine luôn. Và cuối cùng ở chỗ là chúng ta sẽ có cái môn nữa gọi là Cinematic trong Unreal Engine. Nghe là bây giờ Unreal Engine nó không phải chỉ là một cái chương trình làm game không, mà đôi khi người chơi tới một cái đoạn nào đó, người ta sẽ trải nghiệm một cái câu chuyện được kể ra với những cái thước phim góc quay để chúng ta đưa ra cái câu chuyện của cái trò chơi đó. Thì các bạn sẽ học về cái cách làm sao để các bạn thi triển những cái góc cam, rồi những cái máy quay ở trong đó các bạn tạo ra những cái thước phim để các bạn show ra cho người xem là cái môi trường của các bạn nó đẹp như thế nào, những cái góc nào mà các bạn muốn người xem được chú ý vào. Hoặc là khi mà nhân vật của các bạn trải nghiệm thì cái camera của các bạn sẽ ghi lại những cái cảnh đó như thế nào luôn. Thì đó chính là cái cinematic ở trong cái Unreal Engine. Rồi thì đó là tổng quan hết toàn bộ học kỳ 3 và học kỳ 4. Và sau khi mà các bạn xong hết rồi thì cái project cuối cùng là gì? Là các bạn phải làm một cái đoạn trailer đẹp nhất có thể để show ra hết toàn bộ tất cả những cái mỹ thuật mà các bạn đã học được và các bạn ứng dụng trong cái môi trường 3D và tạo ra hết tất cả những cái gì mà tinh tú nhất mà đối với các bạn cảm thấy là đẹp nhất. Thì bây giờ các bạn sẽ tạo ra một cái thước phim trailer, và đó cũng chính là cái demo reel cuối cùng để các bạn dùng, để các bạn đi cho những studio thấy là các bạn đã trải qua 24 tháng cực khổ như thế nào để ra được cái thành phẩm chất lượng đó.